Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục phòng chống buôn lậu gian lận thương mại của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, Long Phước là xã nông thôn mới, biên giới giáp với Campuchia, dài khoảng 9 km, đi qua 4 cột mốc chính, 16 cột mốc phụ. Xã có vị trí địa lý hướng đông giáp xã Long Giang, Long Khánh, Long Chữ, hướng tây giáp Campuchia, hướng nam giáp Campuchia, hướng bắc giáp xã Ninh Điền. Từ ngày 24 tháng 12 năm 2022, cặp cửa khẩu phụ Long Phước Rai Tây chính thức đi vào hoạt động, tạo đà cho người dân biên giới đẩy mạnh hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa, cũng như qua lại thăm khám, chữa bệnh được dễ dàng hơn. Cũng từ đây, hai bên tăng cường hoạt động trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ với nhau có hiệu quả việc đảm bảo an ninh vùng biên giới. Xã có tuyến đường nhựa liên xã Long Giang, Long Phước đi qua, thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa thông thường trên địa bàn huyện tỉnh, là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của xã được toàn diện. Tuy nhiên, xã Long Phước là xã vùng sâu biên giới nên đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Nơi đây còn tiềm ẩn nguy cơ diễn ra các vụ buôn lậu qua biên giới. Tuy nhiên, thời gian qua, Long Phước luôn được đảm bảo an ninh biên giới. Trong đó phải nói đến vai trò phối hợp giữa đồn biên phòng Long Phước với chính quyền địa phương, góp phần giữ vững tuyến phòng thủ biên giới, đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các địa bàn lân cận. Thời gian qua, cùng với các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đồn biên phòng Long Phước đã tăng cường tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ buôn bán, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Để công tác phòng chống buôn lậu gian lận thương mại qua biên giới được sâu sát và chặt chẽ, đồn biên phòng Long Phước tỉnh đã chỉ đạo lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường vận động người dân tích cực tham gia phòng chống tội phạm, không tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng hải quan, công an, đấu tranh phát hiện, bắt giữ các đường dây, ổ nhóm đối tượng buôn lậu, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm và hành vi tiếp tay cho tội phạm. 6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn do đồn biên phòng Long Phước quản lý luôn ổn định, không phát sinh các điểm nóng về buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Về xuất nhập cảnh trái phép cũng đã phát hiện xử lý một số vụ việc đúng theo quy định pháp luật. Đội vận động quần chúng đã chủ động xây dựng kế hoạch tuần, kế hoạch tháng, đặc biệt là tuyên truyền cho người dân nắm vững được luật biên phòng và các văn bản quy phạm pháp luật về quy chế bảo vệ biên giới. Từ đó thì giúp người dân hỗ trợ lực lượng bộ đội biên phòng trong quá trình quản lý bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh trật tự biên giới quốc gia. Qua quá trình tuyên truyền thì cũng có hiệu quả nâng lên rõ rệt. Đồn biên phòng Long Phước quản lý và bảo vệ đường biên giới giáp biên với Campuchia dài 14 km với 6 mốc chính, 25 mốc phụ, 3 cột dấu, hiện đã phân giới cắm mốc xong. Địa bàn nội biên gồm xã Long Phước và Long Khánh, ngoại biên tiếp giáp xã Tạ Y, Lò Rùm, huyện Svay Tiệp, tỉnh Svay Riêng, Vương quốc Campuchia. Khu vực đồn quản lý hiện vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng cấm qua biên giới. Trước những thách thức và khó khăn đặt ra, đồn biên phòng Long Phước đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó chú trọng gắn công tác nghiệp vụ cơ bản với tuần tra kiểm soát trên biên giới ở các địa bàn, khu vực trọng điểm, chủ động nắm chắc đối tượng có nguy cơ phạm tội để có phương án đấu tranh, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân không tiếp tay cho buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Đồn cũng đã xây dựng các kế hoạch, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, trong đó lấy biện pháp trinh sát làm mũi nhọn, tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn biên giới, đồng thời là tăng cường công tác tuần tra kiểm soát chặt chẽ các đường mòn lối mở khu vực cửa khẩu, và bên cạnh đó thì cũng cử các lực lượng xuống địa bàn để mà tuyên truyền cho nhân dân nâng cao ý thức về pháp luật, không tiếp tay cho tội phạm. Từ đầu năm đến nay, với tinh thần cương quyết đấu tranh với các loại tội phạm buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới cũng như xuất nhập cảnh trái phép, thì đơn vị đã đạt được một số kết quả cụ thể, là đã bắt giữ được 4 vụ trên 4 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép, và trong 9 tháng đầu năm 2023 thì trên đoạn biên giới đơn vị phụ trách thì cũng chưa xảy ra điểm nóng vụ việc phức tạp. hầu hết các đối tượng buôn lậu không hoạt động ồ ạt mà vận chuyển hàng hóa nhỏ lẻ với số lượng chưa phải, ngụy trang, cất giấu rất tinh vi. Khi bị lực lượng chức năng phát hiện thì dứt bỏ hàng hóa chạy về bên kia biên giới. Các đối tượng chủ không trực tiếp thực hiện mà chỉ đạo từ xa cho các đối tượng đài giác vận chuyển, gây khó khăn cho việc ngăn chặn, điều tra, xử lý. Thực tế cho thấy, hiện nay các đối tượng ngày càng tinh vi, manh động, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng để cướp giật lại hàng hóa khi bị phát hiện, bắt giữ hoặc dứt bỏ hàng hóa để chạy thoát. Đa số các đối tượng vận chuyển hàng lậu không có công ăn việc làm ổn định, là người địa phương thông thạo địa hình, nắm chắc hoạt động của các lực lượng chức năng. Một số người dân ở khu vực biên giới chưa tự giác tố giác tội phạm, dễ bị các đối tượng lôi kéo, dụ dỗ tham gia, tiếp tay cho hoạt động buôn lậu. Để triển khai thực hiện có hiệu quả, đồn biên phòng Long Phước tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương, trao đổi, chia sẻ, xử lý thông tin nghi vấn. Nhờ đó đã nắm chắc tình hình địa bàn, phương thức thủ đoạn để bố trí lực lượng, phương tiện, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị gắn với trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Bên cạnh đó, đồn đã làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng chức năng như công an, quân sự, chính quyền địa phương và các lực lượng khác nổi lên là trong công tác trao đổi tình hình, xác minh thông tin, tuần tra kiểm soát, đường mòn lối mở ở khu vực cửa khẩu. Và bên cạnh đó là nổi lên trong công tác bắt giữ, điều tra, xử lý các đối tượng vi phạm. Như vậy công tác tuyên truyền cho người dân nắm để hiểu rõ được không tham gia là buôn lậu, rồi không tham gia là các cái hành vi vi phạm pháp luật trên qua lại biên giới, cũng thường xuyên tuyên truyền đến tận người dân tham gia cái phong trào tham gia toàn dân tham gia tố giác và đi bắt tội phạm. Mình thực hiện tốt cái phong trào đó cho nên tình hình địa bàn hạn chế và kéo giảm. Dự báo 3 tháng cuối năm 2023, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại tiếp tục có diễn biến phức tạp. Đơn vị sẽ tăng cường lực lượng trực 24/24 trên tuyến biên giới, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, góp phần giữ vững ổn định trật tự xã hội. Tình hình cuối năm nên các hoạt động của các loại tội phạm là hoạt động phức tạp. Nhưng trước cái tình hình đó thì ban chỉ huy đồn cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch quán triệt cụ thể đến từng cán bộ chiến sĩ trong việc thực hiện, đồng thời là triển khai làm tốt các cái mặt công tác nghiệp vụ và tăng cường công tác tuần tra cũng như các cái biện pháp công tác biên phòng và tăng cường biện pháp vận động quần chúng, đồng thời là phối hợp tốt với các cái lực lượng đứng chân trên địa bàn, và mặt khác thì cũng là làm tốt công tác đối ngoại với phía bạn Campuchia trong công tác phối hợp trao đổi tình hình. Thời gian tới, đồn tập trung nắm các chỉ thị, nghị quyết, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 cho công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, cụ thể hóa các kế hoạch của Bộ Chỉ huy tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới không tiếp tay cho các hoạt động buôn lậu qua biên giới, tăng cường tuần tra kiểm soát, thực hiện các nghiệp vụ để bóc gỡ các đường dây lợi dụng quan hệ biên giới để lợi dụng vận chuyển hàng hóa trái quy định. Kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động thường xuyên với đột xuất, mật phục, chốt chặn các khu vực địa bàn, thời gian trọng điểm để phát hiện kiên quyết ngăn chặn hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa ngay từ biên giới. Tiếp tục thắt chặt mối quan hệ giữa các lực lượng và tổ chức tuần tra kiểm soát, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Các tổ công tác tăng cường kiểm tra kiểm soát chặt chẽ các tuyến biên giới về công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại. Qua đó phát huy giữ vững được tình hình địa bàn, không để xảy ra tình hình xuất nhập cảnh, buôn lậu, gian lận thương mại qua địa bàn. Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân khu vực biên giới chấp hành nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, không tham gia tiếp tay cho buôn lậu. Phối hợp với lực lượng công an, hải quan, quản lý thị trường, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống buôn lậu, các loại tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Phát huy hiệu quả phong trào toàn dân tích cực cung cấp thông tin, tham gia tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật để ngăn chặn việc phát sinh loại tội phạm này từ xa, từ sớm. Đấu tranh phòng chống tội phạm buôn lậu trên tuyến biên giới là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Bộ đội Biên phòng tỉnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh. tin rằng với sự nỗ lực, cố gắng vượt nắng thắng mưa, lấy khó khăn làm động lực, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Long Phước sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu trên tuyến biên giới, tạo điều kiện thuận lợi để người dân yên tâm sản xuất, ổn định đời sống. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục phòng chống buôn lậu gian lận thương mại kỳ này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.